se khít như thời còn son và sẽ hồng hào như thuở chưa con lần nào. Đó chính là cái bí kíp mà đánh đuổi tu đây, đánh đuổi con giáp thứ 13 nhé các chị nhé. Đấy, cái sản phẩm này của bên em đó là viên đặt thảo dược phụ khoa Diệu Linh. Đây chính là cái sản phẩm cực kỳ hot, bởi vì nó là dạng viên tự tan, rất là hiệu quả và rất là an toàn, lành tính. Đặc biệt là nó sử dụng lại rất là tiện nữa các chị ạ. Đấy, các chị sẽ không cần phải lo lắng cái tình trạng là đuôi chuột ngoáy lọ mỡ nữa. Và khi các chị sử dụng cái liệu trình viên đặt phụ khoa Diệu Linh bên em thì sẽ giúp cho cái vùng kín của chị em chúng ta luôn luôn được thơm tho này, được sạch sẽ, hồng hào và tái tạo se khít cô bé nhé các chị nhé. Khi các chị sử dụng cái viên đặt đầu tiên thôi, nó sẽ giúp cho các chị nhanh chóng lấy lại được cái vẻ tự tin, quyến rũ, lấy lại cho chúng ta được một cái vùng kín nó được khỏe mạnh này, và được thơm tho, sạch sẽ, hồng hào và se khít, khiến cho chồng mê tít và yêu đắm say các chị nhé. Đấy, những chị em nào mà chưa biết đến cái sản phẩm này thì hãy comment xuống phía dưới hoặc là để lại số điện thoại để bên em tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cho các chị nhé. Xin chào tất cả mọi người.